Hôm trước, Hoài Quang đang kể dở tập thứ hai, quyển 4, truyện Quỷ Hồ Bắc Quỷ. Đêm nay mình sẽ tiếp tục kể tập tiếp theo nhé. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ, đăng ký để ủng hộ kênh Youtube Nghe Kể Truyện Ba Đêm Khuya chiêu đầu tiên của đối phương tuy bất ngờ nhưng thực ra dương hữu đã chuẩn bị ứng phó xong hắn đé người sang một bên tránh một nhát đâm thẳng của bút phán quan xong ngay lúc tránh được một nhát này dương hữu bỗng đổ mồ hôi lạnh nhanh quá vậy trong lòng dương hữu thấy không ổn hắn chuẩn bị tâm lý rằng đối phương sẽ bất ngờ ra tay cho nên mới có thể lập tức né tránh điều làm hắn giật mình là mặc dù dự đoán được công kích của đối phương nhưng bút phán quan vẫn lướt qua chóp mũi lần này bị hố to thực lực lão già này không tầm thường chỉ có thể liều mạng trong một giây ngắn ngủi dương hữu đã có tính toán trong lòng bây giờ cây bút phán quan khác đã quét ngang đến dương hữu biết không tránh được nên tay phải lập tức lấy thành kiếm ngắn màu đen đón đỡ ai ngờ không đỡ thì không sao vừa đỡ thì bại lộ luôn bản chất miệng hùm gan thỏ sau một tiếng gian giòn giả Dương hữu bị đẩy lùi đến gian trừng chỉ ít hắn đã bay khoảng trăm mét Giai chào một cây đệ thụ rồi giờ đó mới hầm hực trời xuống đất mẹ nó lão già Mẹ muốn giết người à Dương hữu đoán chừng một đòn đầy tương đương với một cước của người sói thời kỳ cường thịnh ra tay nhanh mà quy lực to lớn trước cuộc hắn cũng hiểu được cảm nhận của miêu cha sau khi bị hại chân một đá bay Bây giờ thì hắn không thể không ngồi dưới đất mà thở gấp một lúc. Bằng không sẽ chẳng thể nào đứng dậy nổi. Sự thật là không phải chiêu nào của Dương Nham cũng có quy lực như thế. Vừa rồi thế xông lên, hai chiêu đầu của hắn đã dùng tới 9 phần 10 thực lực. Điều này làm Dương Hữu ảo tưởng. Thêm nữa là do Dương Hữu lại quá yếu so với dự kiến của Dương Nham. Không ngờ, quán quần đánh gia linh mới nằm đây lại không chịu nổi một chiêu Năm đó tham gia đánh gia linh mới, thực lực của tiểu thiếu gia đã vượt qua lão hủ, vậy mà chỉ đứng thứ hai. Có lẽ đánh gia linh mới đã xuống dốc mất rồi. Dương giam nhanh chóng đến trước mặt Dương Hữu, có điều hắn không dội ra tay. Hắn phải nắm lấy tất cả cơ hội để quở trách Dương Hữu một phen. Nhờ đó tự an ủi linh hồn bị thương của mình. Trước đây, Ta từng đề cập đến vấn đề mặt mũi của loại người như Dương Hữu và Biêu Gia. Còn về xấu hổ hay không thì chỉ là một vấn đề thứ yếu. Cho nên, hắn dành thời gian để liều mạng thở gấp. Bởi vậy trước khi Dương Nham nói xong cũng kịp điều chỉnh xong khí tức. Còn về đối phương nói gì thì cứ như lỗ tai của hắn bị bích lại vậy. Dương Hữu đứng lên, vỗ bụi trên người. Đó là do ta thấy người lớn tuổi nên dường người đánh trước một quyền coi như là làm đóng người bây giờ thì ta nghiêm túc rồi đây lời này quá thật là vô sĩ mà ngôn ngữ công kích của dường nham chẳng những không được để ý mà còn bị đối phương tản phá linh hồn lần nữa hắn nổi trận lôi đình trực tiếp phát động ra năng lực linh hồn quả trung càng khôn bốn chữ này vừa rơi vào tay dương hữu hắn liền phát hiện cảnh vật trước mắt bắt đầu dặn dẹo cây cối chuyển động mặt đất cũng chuyển động, tảng đá trên mặt đất cũng chuyển động, và ngay cả bầu trời cũng bắt đầu chuyển động. Nếu nói thế giới này là một bức tranh, thì bây giờ bức tranh đó được dội lên không dưới 10 loại mực, sau đó lại bắt đầu trộn lẫn vào nhau. Nhìn cảnh tượng trời đất quay cuồng, cảm giác về phương hướng và khoảng cách của giường ngủ không còn tồn tại được nữa. Bất chợt, hắn thấy một ngọn bút phán quang ập tới trước mặt không ngờ tay cầm bút lại nằm trong khe hẹp giữa thân cây và tầng mây. Dương Nham biết lần này có thể chấm dứt cuộc chiến ngay lập tức, bởi vì tất cả màu sắc và quần sáng trong mắt Dương Hữu đều bị trộn lẫn. Chỉ cần khống chế hợp lý, Dương Hữu chỉ có thể nhìn thấy hắn ở khoảng cách gần, vì thế chiêu này Dương Hữu không kịp phản ứng. Nhưng chiêu vừa rồi lại rơi vào khoảng không. Trong mắt của hắn, Dương Hữu bỗng biến mất, trong không khí chỉ còn lại mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt và đám khí nhìn như hơi nước ái chà giọng của dương hữu đột ngột xuất hiện sau lưng dương nham dương nham vội vàng quay người thì thấy hắn đâm vào một tòa giả sơn mặc dù giật mình đối với việc tốc độ dương hữu tăng danh thế nhưng dương nham cũng dành chống tỉnh táo lại dương hữu đã trúng quả trung càng khôn nên hoàn toàn không thể nhìn theo cách bình thường hắn vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay. Hay, thiệt là phiền phức mà. Dương Hữu đứng dậy xoa mặt, may mà hắn kịp dùng linh thức tổ thân thuật, chứ không đã bị nốc ao. Chỉ có điều vấn đề vẫn chưa được giải quyết xong. Giờ phút này Dương Hữu đã phát hiện ra quy luật của năng lực này. Hắn nhìn thấy những cảnh vật bị chặn dẹo thay đổi vị trí. Ví dụ như đồ vật trong tầm nhìn dưới góc bên trái sẽ bị chuyển đến góc bên phải, đồ vật ở bên góc bên phải thì lại bị chuyển ra chính giữa. Mắt con người có thể phân biệt những màu sắc và ánh sáng khác nhau, sau đó chuyển những hình ảnh thị giác này thành tín hiệu thần kinh lên đến đại não. Dường dàm quấy nhiễu một trong những khâu này dẫn đến sai lệch về thị giác. Đợi đã, chuyện này không đúng. Dương hữu bỗng kêu lên. Dương nhằm không quan tâm đến những lời này. Thế công của bút phán quan vẫn ào ạt không gớt. Dương Hữu dựa vào ưu thế tốc độ của linh thức tụ thân thuật, nhưng chỉ có thể chạy thuộc mạng, thi thoảng còn đụng vào cành cây hay là giáp phải thứ gì đó. Dương Hữu suy nghĩ gấp gáp. Giờ rồi, hắn nghĩ đến vấn đề mình không thể nào trúng kiểu năng lực linh hồn như vậy. Bởi vì năng lực linh hồn của hắn là chúa tể, tuy hắn không sử dụng được, nhưng khả năng chúa tể tuyệt đối vẫn luôn tồn tại các loại năng lực linh hồn quấy nhiễu tinh thần nhắm vào hắn sẽ không có tác dụng tình huống bây giờ quá thực rất khác lẽ thường mặt hắn lại đập lên bầu thân cây suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn nhớ lại những công kích của dương nhầm chỉ có thể xuất hiện trong gian tức chết tiệt ta hiểu rồi dương hổ ngừng lại hắn đặt thanh kiếm ngắn màu đen nằm ngang hông rồi tập trung linh lực như muốn dùng tuyệt chiêu nào đó Lúc trước nhìn thấy tốc độ dương hữu bổng tăng nhanh nên bây giờ dương giam không dám kinh thường. Hắn đứng cách một khoảng nhất định, mắt nhìn chầm chầm động tác của dương hữu. Lão già, ta đã nhìn thấu năng lực của ngươi rồi. Dương hữu cười nhếch miệng. Dương giam không tin lời lẽ quan đường của hắn. Hừm, vậy ngươi thử nói ra xem. Chiêu này của ngươi trông như năng lực quấy nhiễu tinh thần, nhưng thật ra là một loại biến quá thực chất. Dương Nhàm cả kinh. Khám phá đến mức này thì có thể nói Dương Hữu đã hiểu rõ. Dương Hữu nói tiếp. Người bố trí một lớp màng mỏng trong phạm vi không đến một mét xung quanh thân thể ta. Lớp màng này như một loại kính thủy tinh hai chiều trong cục cảnh sát. Người bên ngoài nhìn vào hoàn toàn, không chú ý đến sự tồn tại của nó bởi vì nó cần dư trong suốt. Còn người ở trong lớp màng, ở đây là ta, ta sẽ nhìn thấy tất cả ánh sáng bị khúc xạ và biến quá không ngừng. Cho nên cảnh tượng mà ta nhìn thấy sẽ cực kỳ hỗn loạn. Đây là nguyên nhân mà mỗi chiêu của ngươi đều xuất hiện bất ngờ ở cự ly rất gần. Bởi vì tay ngươi đã vào trong màn mỏng. Lúc này, tuy chân hữu không nhìn thấy biểu lộ của đối phương, nhưng mà sự im lặng đó đã chứng minh hắn đã đoán đúng. Hắn liền xoay tròn tại chỗ, thành kiếm ngắn màu đen, vẽ nên những kiếm quan tròn trịa trồng dây mắt tiếp xúc với không khí. Chúng biến thành ngọn lửa màu đen dần dần lan trộn và chặt ngang tất cả đồ vật trong phạm vi đầm bét. Hắc diêm viên vũ! Dương Nham khiếp sợ, lui hẳn về phía sau. Hắn cảm thấy ngạc nhiên, không phải vì dương hữu khám phá ra năng lực của mình, mà do dương hữu dùng chiêu này để phá giải năng lực của hắn. Người có thể chặt đứt thời không sau. Dương nhàm cả hắc kinh cần biết năng lực của hắn rất phức tạp, màn mỏng tương đương với một vật chất ở trong không gian khác hẳn. Nó có thể tạo ra ảnh hưởng đối với tia sáng xung quanh nhưng lại không thể chạm vào, đã vậy mãi mãi vẫn duy trì khoảng cách như nhau. Đây là cách vận dụng năng lực biến hóa thực chất cấp cao. Dương nhàm có thể đứng vào hàng ngũ cao thủ là nhờ đối thủ của hắn biết rõ nguyên nhân tầm nhìn bị ảnh hưởng nhưng mà không cách nào phá giải năng lực của hắn không ngờ đến hôm nay lại bị một kẻ như Dương Hữu phá sạch sành xanh. Thị lực khôi phục, Dương Hữu thấy nét quảng hốt trên mặt đối phương. Cứ tưởng trạng suy luận và tuyệt chiêu của mình đã làm Dương Nham sợ hãi. Hắn đắc ý nói, Lão già, bây giờ người biết sợ vẫn chưa muộn đâu, thưa dịp đầu hàng đi. Dương Nham tự biết mình thất thố nên thẹn quá hóa giận. Dù cho năng lực linh hồn bị phá giải nhưng mà còn lâu mới đến mức thua trận. Căn cứ vào phán đoán trước mắt, linh thức của Dương Hữu rất yếu. Thể thuật tầm thường dựa vào thực pháp kỳ quái tăng cường trình độ linh thể hợp nhất, thì sau đó sử dụng năng lực kỳ quái chặt phá thời không Thế nhưng, những tà môn ma đạo này cuối cùng cũng chỉ là một chút thủ đoạn, chưa hề tạo ra tổn thương thực tế nào cả. Làm gì có chuyện hắn nhận thua dễ dàng như vậy chứ? Năng lực linh hồn bị phá cũng chưa hẳn là chuyện không tốt. Hắn có thể dùng tất cả linh lực và sự tập trung để cận chiến. Nghĩ đến đây, Dương Giam dùng bút phán quang trôi nghiêng người đâm tới. Dương Ngũ có được coi là cao thủ hay không? Đáp án tất nhiên là không. Nhưng mà Dương Giam thực sự là cao thủ. Kinh nghiệm có nhiều lúc thật đáng sợ. Dương Ngũ ở thế bị đối phương tấn công liên tục và phải lui lại. Tuy rằng tốc độ của hắn rất nhanh, lực lượng và năng lực chống trả đã có bước tiến mạnh, song dẫn đánh không lại dương giam. Lão già này quá thực là nên gia trùa, cứ tiếp tục chơi như vậy sẽ không ổn. Dương hữu than thầm nhưng chẳng có biện pháp nào khác. Dương giam dần dần phát hiện ra dương hữu chỉ có được tốc độ cao, những phương diện khác đều rất tầm thường, do vậy hắn càng đánh càng hăng. Hai cây bút phản quàng đánh dương hữu kêu gào lên. Lão già, đừng có ép ta chứ, mọi người đều có họ dương. Họ này 500 năm trước là người một gia. Nếu người không chịu thua, thì ta sẽ tung tuyệt chiêu đấy. Dương Hữu vẫn cố gắng hù dọa đối phương, nhưng đáp lại là hắn chỉ có công kích liên tiếp. Tiết tình, đấy là do người ép ta. Ông đây vừa mới luyện thành chiêu này, giờ mượn người khai đau. Bên kia, Miêu Gia lấy tay che mặt, rồi lắc đầu than khổ. Chuyện gì đây? lẽ nào ta hắn cũng lạc đường mất rồi làm thế nào lạc đường thì chính hắn cũng không rõ tóm lại là nửa giờ trước hắn vẫn vừa đi vừa nói những chuyện vô nghĩa với dương hữu ai ngờ chớp mắt một cái bản thân liền ở trong rừng xung quanh không thấy bóng dáng một ai thế là hắn cứ chồng qua chồng lại rồi lại chồng quanh có thể coi miêu cha là cao thủ không đáp án tất nhiên là có nhưng mà cao thủ cũng có thể lạc đường cho nên sau khi xác nhận mình đã bị lạc đường, hắn bắt đầu nghĩ cách. Phá núi! Hắn không có thuốc đổ. Phóng quả! Có thể sẽ tiêu quả luôn cả mình đấy chứ. Hồ cứu mạng à! Biện pháp này chắc chỉ có dân hữu mới dùng thôi. Hết đường xoay sở, miêu cha bắt đầu khắc ký hiệu lên cây. Kết quả hắn phát hiện mình chỉ luẩn quẩn một chỗ. Các vị khán giả có thể mọi người đã đoán được chuyện tiếp theo. Đúng vậy, mọi người đã đoán đúng. Miêu cha cưng cổ quắc lên. Bốn đại cha là truyền dân chính tông đời thứ 250 của độn giáp thiên thư. Hôm nay tới đây để thích quán. Tạp chúng và họ nên ở đâu, mau mau trà đầy cúng bái. Hắn hô như vậy mấy lần, kết quả cũng có người đi ra. À, à, vậy này có phải là miêu cha của thành phố S hay không? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu một lão mập mặt mũi hiền lành từ trong rừng đi đến miêu gia nhìn hắn từ trên xuống dưới sau đó nói ngươi là đầu bếp của nhà họ đinh sao lão mập cười hiếp mắt làm sao mà ngươi biết chứ đầu lớn cổ to không phải người giàu thì là đầu bếp à, à, một khẩu sinh dí dỏm nghe xong lão mập không những không tức giận mà còn hiền từ dỗ về miêu gia ai ngờ biểu cha hất tệ của hắn, đoạn lùi mấy bước rồi nói. Lần đầu gặp mặt đã tẩy mấy tay chân như vậy rồi, lẽ nào người là cây chứ? Lão mập vẫn không đổi giận, cười ha hả. Vậy chúng ta đánh cuộc thì thế nào? Ta không định đánh cuộc dễ tính của người. Biểu cha liếc mắt rồi lại lôi về phía sau mấy bước. Lão mập phục hắn luôn. Nói chơi đủ rồi. Ngươi là người đến thích quán, đánh cuộc một phen với tạp chúng như ta thì sẽ cầm chắc thắng lợi. Người cha vừa mốc thuốc lá vừa hơi chiếc bật lửa. Vậy đánh cuộc là cái gì? Rất đơn giản, nếu ta thắng thì ngươi lập tức rời khỏi nhà họ ninh và không được trở lại quấy trầy khiến gia chủ tức giận. Còn nếu người thắng, ta tự mình dẫn người đến gian nhà chính. Người thấy vậy có được hay không? Được, vậy thì luật chơi thế nào? từ nơi này đi về phía tây có một nhánh sông nhỏ ta và ngươi đứng ở hai bờ sông không được xâm phạm nhau ai có thể đánh cho đối phương chịu thua thì người đó thắng miêu cha chăm điếu thuốc sau đó nhíu mày trích một hơi hay tuổi đã lớn mà còn thiếu đầu óc nữa lão mập liền nói người trẻ tuổi à người lấy cớ gì mà đột ngột mở miệng làm tổn thương người khác như vậy Người cha lại trích một hơi thuốc lá bằng thái độ vô cùng kinh bỉ. Âm khiếu tiền lý, chu chỉ. Người đứng đầu tứ đại cao thủ cầm kỳ thư quả hơn 10 năm trước đã trời dưới sân quỷ. Theo quan sát của ta từ 3 phút trước, bây giờ người trốn ở nhà họ ninh, làm chân chạy giật. Chú chính lại nở nụ cười. Không ngờ một hậu sinh trẻ tuổi như người lại có thể nhận biết được lão phù ta đâu chỉ biết ngươi mà còn biết rõ năng lực của người chẳng phải ngươi biết dùng sống âm để công kích từ xa hay sao cái gì mà đứng yên ở hai bờ sông còn không được vượt biên nữa chứ ngươi lừa gạt được ai ngươi làm vậy là sử dụng chỉ số thông minh của chính mình đấy chu chí bị vạch trần nên hơi xấu hổ nhưng mà cũng chỉ chút đỉnh thôi từ việc định lừa gạt miêu cha đã cho thấy da mặt của hắn khá dày. À, à, vậy ờ vậy ngươi thấy nên làm thế nào cho phải đây Miêu cha phun một ngụm khói. Muốn ta nói à? Vậy thì càng đơn giản. Bây giờ ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là ngoan ngoãn đưa ta đến gặp Ninh Thiên Đức, sau đó nhanh chóng biến mất trước mặt của ta. Chu Chí cười nói. Lựa chọn thứ hai là gì? Thứ hai, ta ép buộc ngươi làm điều thứ nhất. Di trì đã tới đường vào nhà chăn chính. Hắn vô cùng lễ phép cảm ơn lão già dẫn đường, đối phương chỉ ậm ừ một tiếng rồi chạy đi. Tuy anh Giao đã đứng đó đợi hơn 10 phút, trước cuộc cũng thấy đồng bọn đến đây. Chỉ có mình ngươi sau. Duy trì gật đầu. Đúng vậy, hình như ta và mọi người đã lạc nhau. Người vừa tiếng ngươi là hắc bạch vô thường ngô mặt à. Đúng vậy. Tuy anh Giao không hỏi tiếp, bởi vì nàng biết Duy trì phải đánh thắng mới tới được chỗ này chính nàng cũng mất chút thời gian tu tập huy hào như chân, trịnh bích. Chỉ khác ở chỗ Thủy Ánh Giao là thập điện diêm dương. Đối với trận pháp kỳ môn không phải loại chốt đặt cắn mai nên tự mình đi ra ngoài. Chờ thêm 10 phút nữa đi. Nếu bọn hắn vẫn chưa tới thì chúng ta sẽ đi vào. Thủy Ánh Giao sẵn giọng Tùy Di trì là một người thành thật nhưng không phải người ngu. Chắc chắn lời này hắn sẽ không đáp vừa nghe giọng đã thừa biết nàng đang lo lắng cho an nguy của miêu cha nhưng mà lại không tiện nói thẳng ra tin đồn của nàng về miêu cha đến duy trì thuộc loại hai tay không nghe chuyện ngoài cửa sổ chuyên tâm đốt bùa ngũ hành cũng nghe thấy nếu để dương hữu biết thì phỏng chừng sẽ cười lăn cười bò nhưng giờ này khắc này người nằm xuống không phải dương hữu mà là dương nham người dương nham nằm trên mặt đất đôi mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Nên ta mới nói, ngươi không được ép ta, ta đây vẫn chưa dùng hết sức đâu. Ngươi đừng có giả vờ chết nữa, mà bào đứng lên dẫn đường đi. Dân hữu đắc ý nói. Thật ra dùng xong chiêu vừa rồi thì hắn cũng đã sức cùng lực kiệt, đón chừng phải một lúc lâu mới có thể khôi phục chiến lực, xong vẫn phải sống chết để trai giá. Dương Nham đứng dậy thở một hơi dài. Hay, già dạ rồi đây là thời đại của thanh niên các ngươi đi theo ta tuy lão mập chu chí có bề ngoài dễ cần nhưng chiêu thức không có chút dịu dàng nào toàn là những chiêu hung hiểm khác thường Biêu gia di chuyển như bay trong rừng cây đến một khắc cũng không dám dừng lại chỉ cần hắn chậm nửa bước thì sẽ có một lý dao âm thanh xoẹt xác thân thể hắn không nghĩ tới Biêu gia vẫn tỏ ra chán chường như trước lời này trùng như đang khen ngợi người khác lúc đầu hắn còn tưởng chu chí am hiểu công kích từ xa chỉ cần hắn áp sát thì chu chí sẽ đi tông Trước cuộc hắn phát hiện đối phương đã có cách ứng phó chu chí có thể đứng đầu trong bốn đại cao thủ cầm kỳ thư quả không phải do hắn sử dụng đàn mà bởi vì hắn rất lợi hại hắn khắc phục khiếm khuyết lớn nhất của người công kích từ xa đó là bị động khi người khác ám sát Chu Chí không có dược điểm đầy. Có thể nói đàn cổ của hắn là thứ công thủ toàn diện. Lúc đầu, Miêu Gia áp sát phải chịu nhiều tổn thất, cho nên bây giờ không thể làm gì khác ngoài việc giữ cự ly trung bình và không ngừng né tránh. Ngồi ở trước đàn cổ, chú Chí vừa đánh đàn vừa nói. Chuyện người không nghĩ tới vẫn còn nhiều. Nói rồi, hắn lấy tay đè cây đàn, sau đó kéo dây bằng đầu ngón tay có kèm theo linh lực đàn cổ này do linh lực của hắn biến thành dây đàn không hề tầm thường hắn kéo dây đàn vừa kéo căng dây cung vậy miêu gia vừa nhìn liền biết không ổn cho nên lập tức bỏ chạy một cách quyết đoán phản đoán của hắn rất chính xác bởi vì chỗ hắn vừa đứng bị pháo âm thành đổ thành một cái hố to đây chắc hắn là minh động quả nhiên là thủ đoạn tốt xem ra người cũng không phải chỉ có hư danh câu này của chu trí như đang khen đối phương nhưng giọng điệu lại chứa đầy hàm ý khiêu khích thiệt tình không nghĩ tới mà đưa cho lặp lại chàng trai trẻ ta đánh cùng trúng người nghe cũng không thể gây thương tổn cho ta chi bằng hãy tính là quà đi chu chí cười nói hắn lại nói tiếp cái này thật đúng là nghĩ cũng không nghĩ ra mà chu chí không biết tại sao hắn cứ lặp đi lặp lại một cách nói tuy rằng ngoài miệng đang thương lượng nghỉ quà nhưng mà đòn tấn công vẫn không ngừng nghỉ lưỡi cho âm thanh liên tiếp bắn ra miêu cha gia tốc lần thứ hai trong dây bắt hắn đã lắc mình đến bên người chu chí ánh sáng hồng từ dao phẫu thuật khi đâm tới trong về đầu lưỡi đó thẫm của loại trắng độc À à, thử bao nhiêu lần cũng như vậy thôi chu chí có vẻ bình tĩnh chú chí ở sát bên gần như có thể chạm tay tới Xong công kích của miêu cha không trúng người hắn hết lần này đến lần khác dường như là có một lá chắn vô hình bảo vệ chu chí mỗi lần sắp đụng trúng thì không hiểu sao công kích lại bị chăn tra quả nhiên là như vậy cho nên người đã thua miêu cha đột ngột nói trong lòng chu chí bỗng nổi lên một ngọn lửa không tên giống Dũng hắn có cảm giác mình thua miêu cha một bậc ở mọi phương diện, chỉ có năng lực linh hồn coi như chiếm chút ưu thế. Thêm cái thái độ không có ai tra gì của miêu cha và câu nói khó hiểu cũng làm cho hắn mơ hồ nghĩ mình có chút vấn đề. Vì vậy, chủ chỉ thẹn quá hóa giận. Hắn trực tiếp dùng sát chiều mạnh nhất của mình. Hắn dẫn khởi linh lực toàn thân, sống âm khuếch tán ra bốn phía, nơi nó đi qua như bị gió lốc quét ngang. Cây bị nhổ tận gốc, đá sỏi bắn tuồn tóe lên trời như đạn bay. Miêu cha nhảy lên trời, nhưng âm bạo khuếch tán theo hình cầu, hắn vẫn chịu ảnh hưởng của sóng âm. Trồng dây mắt bị đánh trúng, hắn liền mất đi thính lực. Khí quyết trong ngực liền sôi trào, sau đó bị thổi bay như đã không còn trọng lực. Âm bạo này kính không kẻ hở, cho dù là ngươi cũng không tránh được. Dù chỉ đứng trong một hố to hình bán nguyệt, tuy hơi thở gấp gáp nhưng hắn vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng. Mi cha tung người dài chồng trời mới để hai chân trời xuống đất. Giao giải phẫu trên tay hắn đã không còn, thay vào đó là một điếu thuốc. Cầu không nghĩ tới đầu tiên là vì ta không nghĩ tới có thể chống lại công kích cử ly cận của ta. Hắn vừa hút thuốc vừa nói tiếp. Câu thứ hai, thật không nghĩ tới mà, là vì ta không nghĩ chỉ cần tăng chút tốc độ thì ngươi sẽ hiểu lầm là ta dùng minh động. Sắc mặt chu chỉ trở nên khó coi. Chuyện Miêu Cha biết dùng minh động có không ít người trong giới sân quỷ cũng biết rõ. Cho nên khi Miêu Cha tránh né sống âm với tốc độ vượt qua giới hạn hắn từng thấy, hắn liền cho rằng đó chính là minh động. Ai ngờ đối phương vẫn chưa tùng hết sức. Còn câu không nghĩ tới thứ ba của ta ta không nghĩ rằng với thực lực này mà ngươi vẫn vọng tưởng cầu quà. Vừa nói biểu gia vừa nhàn nhã và khói. Chú Chí không thể duy trì dáng vẻ chân thành của mình nữa. Hừm, miệng lưỡi của ngươi lợi hại nên muốn nói sao thì nói. Nếu ngươi nói thực lực ta không bằng ngươi thì hãy dùng đấm đấm mà chứng minh đi. Biểu gia làm như không nghe thấy hắn nói gì, chỉ nói tiếp. Còn khi ta nói quá nhưng là như vậy thì ta đã không còn hứng thú với năng lực linh hồn của ngươi rồi. Chu Chí cười. cười. Hậu sinh mà khẩu khí không gió. Ngươi nói vậy tức là đã xem thấu năng lực linh hồn của lão hủ phải không? Chẳng qua chỉ là một loại trung động mà thôi. Biểu gia vẫn lạnh nhạt như cũ, khác là ở chỗ nét mặt tươi cười của Chu Chí cứng lại. Ngươi, trốt cuộc, ngươi làm thế nào mà biết được chứ? Lẽ anh Đào không lẽ nào gì cả. Có phải người muốn nói ta nghe được từ một tiền bối từng giao thủ với người phải không? Người yên tâm đi, chứ dù ta tính toán như thần cũng không thể nào biết được ngày hôm nay gặp người ở đây đâu. Hỏi thăm năng lực linh hồn của người lại càng không thể, ta chỉ vừa khám phá ra mà thôi. Không thể nào, năng lực của ta. Mì lại cắt lời, năng lực của người chỉ là một loại quy luật khó phát giác, người không cần phải lừa dối người nữa. Chu Chí không nói thêm. Lúc này hắn mới nhận ra sự đáng sợ của Miêu Cha. Mà nếu trận chiến tiếp tục kéo dài thì hắn sẽ không có lợi. Hắn đặt hai tay lên đạn, rồi đó bắt đầu gãy giới tốc độ càng lúc càng nhanh. lưới dao âm thanh bắn ra cũng càng lúc càng dày đặc. Hắn muốn dùng thế tiến công liên miên bất tận để ngăn chặn Miêu Cha không cho hắn đến gần. Nhưng do phẫu thuật chỉ cần một giây để kề lên cổ của chủ chí Miêu Cha vẫn đang dội dàng hút thuốc bằng tay trái. Hắn chỉ dùng tay phải để kết thúc trận chiến này. Cái này mới là minh động đây. Nói xong, hắn giờ lấy dao khỏi cổ chủ chỉ. Kẻ kia thì đổ mồ hôi lạnh đầy người. Có thể một tháng trước, Miêu Cha đối phó với cao thủ cấp bậc như chủ chỉ phải mất không ít công sức. Nhưng mà Miêu Cha hiện đây sau khi chuyên tâm nghiên cứu độn giáp thiên thư và kỹ giáo chiến đấu của Phụng Tiên, đã đột phá bình cảnh để bước tới một lĩnh vực và cấp độ hoàn toàn mới. Nếu không phải vì sở tích quái đảng, tức là niềm vui chiến đấu, hắn có thể giết chết chu chí trong nháy mắt. Không ngờ, ta lại thua trận như thế này. Ngoài gia chủ, ngươi là người đầu tiên khiến ta tâm phục khẩu phục. Chu chí nở nụ cười, hình như đã bình thường trở lại. Ta còn có một điều chưa hiểu, đó là tại sao Ngươi khám phá được năng lực của ta chứ Miêu cha trả lời Mỗi khi ta chém ngươi Tuy ngươi không tránh né Nhưng mà lần nào cũng đặt tay lên đạn Thế là ta nhanh chóng nhận ra Trên tay của ngươi không chỉ là đàn Mà có thể coi là một mặt trống Bên trong thứ này trống trụ Tương đương với một trụ chứa không khí Tay ngươi đặt lên trên không Chứ không có nó Nhưng mà ngươi lại dùng linh lực để có Hiệu quả tốt hơn hẳn hơn nữa, Người có thể có ra tần số mà lỗ tai người không thể nghe, nên đối phương không thể nào phát hiện ra được. Kết quả là một loại trung động ta nhìn không thấy, nghe không được, bảo vệ thân thể người, công kích của ta chưa đánh tới thì đã bị hất văng tra. Ta thì lại nghĩ phạm vi tác dụng của nó rất nhỏ, vì vậy người không cách nào dùng nó để công kích cả. Chủ chỉ trợn mắt khá một, chỉ với động tác nhỏ của ta mà nhìn ra được sau. Người khiếp sợ xong thì dẫn đường đi. Ta đoán rằng những người khác đang sốt ruột chờ đó. Biêu Giang ngáp một cái, hoàn toàn không để ý tới cảm nhận của đối phương. Cùng lúc đó, tại gian dài chính của nhà họ Ninh. Tiểu Phong, cho dù người cầu xin ta cũng không giải quyết được vấn đề. Ta không muốn Tiểu Phi chết, nhưng triệu ma trận không phải là trò đùa. Chúng ta không được phép để nó có cơ hội xuất hiện. Nếu có bất kỳ bất chắc gì, thì toàn bộ nhân gian sẽ ngập tràn nguy cơ. Lẽ nào mạng của đệ đệ không phải là mạng sau, năng lực linh hồn do trời sinh hắn đâu được lựa chọn. Nên thiên đức thở dài, có lẽ đó là định mệnh. Thật là chậm chạp mà. Miêu cha nhìn dương hữu giới che mặt đầy sự kinh bỉ, hoàn toàn không nhận ra hắn chỉ tới sớm hơn đối phương 30 giây. Dương hữu trích một tiếng, cũng không phản bác mà dứt khoát nói sang chuyện khác. Bây giờ mọi người đều đã tới nơi. Vậy chúng ta phá cửa xông vào hay là dấn chuông cửa đây? Vấn đề này của Dương Hữu bị người nào đó kinh bỉ. Ta thấy người nên ở lại canh chừng bên ngoài thì hơn. Ta biết rồi, ta xung phong vào trước là được chứ gì? Thế là với sự dẫn dắt của Dương Hữu, bọn họ đá văng cửa lớn xông vào, nhưng người đang đứng chờ ở đó làm cả bọn bất ngờ. Giữa đại sảnh trống trải, khu mặt đoạn phi trông có vẻ tiều tụy. Hắn nói không lớn sao mọi người đều có thể nghe rõ. Các người hãy về đi. miêu gia làm như không nghe thấy, trái lại còn nói. Sáu năm không gặp, không ngờ thằng nhóc nhà ngươi, sau khi bại dưới tay ta tà, thì lại không cưỡng dậy nổi. Hôm nay lại ra nông nổi như thế này. Thấy hắn giống giặc, đoàn phi cũng không tức giận mà lặp lại. Còn dự, ta cầu xin các ngươi. Hãy về đi sắc mặt của Thủy Ánh Giao khá lãnh đạm. Ta có trách nhiệm của ta. Di trì thành thật nói. Ta nghe theo lệnh của sở giang chương đại dân. Miêu cha nói. Ta tới đây để, để học. Tuy lý do của hắn rất miễn cưỡng, nhưng vẫn còn có lý do khó tình hơn nữa. Ta chỉ đi ngang qua thôi. Dương hữu nín thinh nửa ngày, chờ phát hiện Ba người kia nói năng đều khí thế nên cũng khí thế nói nhảm một câu. Nên thiên đức xuất hiện ở đại sảnh lầu 2. Hắn chậm trải đi tới. Không khí dần trở nên căng thẳng. Ngoại trừ dân hữu tất cả mọi người đều cảm thấy được hương vị này. Tiểu phi, người lui ra đi. Khách không mời mà tới thì phải để gia chủ đích thần đón tiếp. Giọng của Ninh Thiên Đức rất lạnh, nhưng trong lòng lại rất nóng nảy, Đại trận Trấn Sơn và bốn cao thủ dưới trướng bình đều không thể cản bốn người này. Mặt mũi của hắn gần như không còn nữa rồi. Đoàn phi thở dài một hơi sau đó rời khỏi tầm mắt của mọi người. Đình Thiên Đức vất ống tay áo, hai tay chấp sau lưng, nghiễm nhiên trai dáng của một cao thủ. Các người muốn lên từng người hay là muốn cả bọn cùng lên đây? Lúc này trong lòng Dương Hữu rất muốn học theo lý lẽ của danh môn chính phái trong ý thiên đồ lâm ký bước lên hét to một tiếng các vị đồng đạo đối phó loại tà ma ngoại đạo không cần phải nói đạo nghĩa giang hồ làm gì chỉ cần chúng ta bao gì hắn làm cản kiệt nội lực của hắn thì hắn chết chắc nhưng mà ninh thiên đức không phải trường thúy sơn hắn và biểu gia cũng không phải là hoa sơn dị lão cho nên chuyện đầy tiến triển theo một hướng khó lường hey, đối phó với người có cần phải tiến lên cùng một lúc hay không? Một người á là đủ sức rồi. Lúc này Miêu Gia đáp lời lại càng hung hăng hơn nữa, hoàn toàn không cho đối phương lối thoát. Diên Ngũ thấy hắn tự tin như vậy, trong lòng nghĩ thầm chắc hẳn Miêu Gia bế quan thành công nên muốn khai đau với lão đình đây bà. Vì vậy hắn cũng phách lối nhảy ra tiếp lời. Không sai, ông đây thu dọn người giống như chơi đùa mà thôi. Cần gì phải hội đồng chứ? Ngươi đừng có hù dọa ta, Bây giờ Miu Cha mới nói ra nửa câu sau. Cho nên, bọn ta sẽ để một bình dương hủ đối phó với người. Tốt, sẽ cho ta một bình... Hả? Người nói gì? Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung vẻ mặt của dương hủ. Đó là co rút lại. Hắn học máu, không phải từ trong miệng nhổ ra mà nhổ ở trong lòng trong thời gian không tới một phần tư nén hương, hắn hỏi thăm 18 để tổ tông và miêu cha từ trên xuống dưới mấy mươi lần. Tuy Dương Hữu bị miêu cha chơi xấu vô số lần, nhưng mà lần này không còn nghi ngờ gì nữa, có thể nguy hiểm đến tính mạng đó. nên Thiên Đức không biết suy nghĩ trong lòng Dương Hữu, cái nhìn của hắn chỉ thấy linh thức yếu ớt và dáng vẻ kiêu căng phách lối của một linh mới mà thôi. Hm. vậy để ta xem thử, trốt cuộc quỷ cốc tử có bản lĩnh gì? Dứt lời hắn đến gần Dương Hữu. Dương Hữu biết rằng chuyện này được quyết định xong. Lão Ninh chưa tới thì một thứ áp lực như Thái Sơn áp đỉnh đã kéo tới. Phóng chân xác suất bị giết trong dây mắt là rất cao. Sông hắn vừa mới mạnh miệng, có thể nói bây giờ như ngựa vào ngõ hẹp, khó mà quay đầu lại. Thế là hắn cắn răng dậm chân, quyết định liều mạng. Thủy Anh vào thấp giọng hỏi Miêu Cha. Sao ngươi làm vậy? Miêu cha thảnh thời hút thuốc. Đây là một phần trong kế hoạch của ta. Lẽ nào ngươi không sợ dương hữu bị đánh trọng thương sao? Miêu cha cười nói. Ta đâu có quen biết hắn. Nghe câu trả lời như vậy, Thủy Anh Giao thực sự không biết nói gì thêm. Đền Thiên Đức nằm lấy bả dài dương hữu, lên lực dồi dào từ đây áp đến. Nếu chiêu này mà thành công thì xương cốt nửa người dương hữu sẽ dở nát, sau đó như một cái bánh mà rớt xuống đất. Nếu không ai kéo hắn lên thì hắn sẽ không đứng dậy nổi. Ninh Thiên Đức xếp dùng lực thì thấy dưới tay trống không, Dương hữu nhanh chóng né ra và đã đến sau lưng hắn. Một luồng nhiệt nóng hổi tràn tới, cơ bắp toàn thân dương hữu đỏ trực, màn xương đỏ như hơi nước bốc lên xung quanh. Hắn vừa bắt đầu chiến đấu thì liền dùng đến linh thức tụ thân thuật, cải tạo. Quả đấm của dương hữu hướng đến sau gáy Ninh Thiên Đức Tuy Ninh Thiên Đức cảm thấy kinh ngạc khi mà Dương Hữu đột ngột bộc phát, nhưng mà chỉ hơi nhíu mày. Hắn nhanh chóng xoay người, dùng một ngón tay để đón quyền này. Một quyền này đã phát huy đến giới hạn thế thuật của Dương Hữu. Hắn kèm thêm vào đó tất cả linh lực và sức mạnh toàn thân. Hắn biết khi đối đầu với đối thủ như Ninh Thiên Đức thì giữ lại thực lực cũng không có lợi ích gì. Lúc Ninh Thiên Đức dùng tay chụp lấy quả đấm, suy nghĩ của Dương Hữu như ngưng lại chiêu mạnh nhất của hắn bị chặn đứng hoàn toàn khi tiếp xúc với lòng bàn tay của đối phương. Cũng không tệ, tăng thêm chút lực xem sao. Ninh Thiên Đức khinh thường nói, sau đó chụp tay ném ra ngoài. Diên Hữu bị ném văng ra khỏi cửa lớn, bay đến đình diện ở ngoài nhà chính. Ninh Thiên Đức đuổi sát phía sau, chân không chạm đất mà bay giúp đến với tốc độ càng lúc càng nhanh. Những người còn lại cũng theo sau, Viên gia hỏi Thủy Anh Giao, người thấy thân thủ lão nên thế nào? Trước mắt á, thì không bằng thập điện chim chương, nhưng mà cũng không kém bao nhiêu. Phải, trước khách quan, xem ra dương hữu không ổn rồi. Ở bên cạnh, Di Trì nghe xong thì thầm nghĩ, không phải là tại người hại hắn sao? Trên không, dương hữu nhanh chóng điều chỉnh tư thế để trời xuống đất an toàn. Tất nhiên Ninh Thiên Đức chỉ muốn ném hắn ra khỏi phòng nên không dùng sát chiêu, chỉ là câu nói tăng thêm chút lực xem sao, quá áp. Dương Hữu rất buồn bực, nếu có thể tăng thêm lực thì ngươi có thể ném ông đây được sao. Biết dùng quyền cước xé không có phần thắng, Dương Hữu phất tay gọi ra thanh kiếm gắn màu đen. Ninh Thiên Đức thấy vậy vẫn khoanh tay đứng, ý là đối phó với người chỉ dùng tay là đủ rồi. Dương Hữu thấy mình bị khinh bỉ, cơn tức trong lòng trào lên không thôi. Hắn giờ kiếm lên, trông như đã hạ quyết tâm rất lớn. Không ngờ nhanh như vậy đã phải dùng đến lần thứ hai. Diên hữu hít sâu một hơi, tập trung tinh thần để sử dụng chiêu thức của hắn. Cộng minh! Nên thiên đức bỗng cảm thấy tâm thần trung lên. Một cảm giác khó diễn tả ập đến. Theo trực giác của một cao thủ trải qua nhiều trận chiến, đây là dự cảm báo nguy hiểm đã đến. Vì cảm nguy hiểm này không biết đã cứu hắn bao nhiêu lần. Cũng từng giúp hắn đánh bại nhiều đối thủ mạnh mẽ như là bốn đại cao thủ cầm kỳ thư quả. Mà giờ khắc này, hắn không ngờ mình lại cảm nhận hơi thở nguy hiểm từ người dương hữu. Không thế nào. Thế thuật và linh thức của hắn không thể nào quy hiếp mình được. Đạo thuật mà hắn dùng chỉ có tác dụng cường quá thân thể. Lẽ nào hắn có năng lực linh hồn kinh người? nên Thiên Đức nghĩ nhanh đến các khả năng có thể, sau đó lập tức đưa đến đáp án hợp lý nhất. Mặc dù hắn đoán không sai, nhưng không phải giải quyết được chuyện gì. Chỉ nghe một tiếng quỳnh, Diên Hữu biến mất tại chỗ. Trong không khí, chỉ còn lại một màn sương máu. Hắn lại xuất hiện sau lưng Đinh Thiên Đức, giờ cao thành kiếm ngắn. Hm, thì ra là mánh khóe cũ. Nên Thiên Đức chuẩn bị dùng tay không bắt kiếm. Dương Hữu liền mỉm cười. Ngây thơ, quá là ngây thơ mà. Ninh Thiên Đức không những không nắm được bất cứ thứ gì, đã chạy đầu gối của hắn còn bị đá trúng một cú nữa. Dương Hữu dự như biết trước Ninh Thiên Đức đưa tay trà bắt nên đã dùng kiếm đánh hư chiêu. Ý đồ chính của hắn là công kích bằng chân. Mặc dù Ninh Thiên Đức có thể dùng tay ngăn cản tất cả công kích của Dương Hữu, nhưng mà không có nghĩa bộ phận đào cũng cứng như sắt lúc này một chiều trong lúc sử dụng linh thức tổ thân thuật cải tạo khiến đinh thiên đức chịu không thấu dù sao cao thủ vẫn là cao thủ người bình thường gặp tình huống này thì sẽ lui về phạm vi an toàn rồi mới đánh tiếp nhưng mà đinh thiên đức lại chuyển bị động thành tấn công hắn chụp lấy chân của dương hữu xong đinh thiên định quật dương hữu xuống đất đoán chừng hắn sẽ không thể cưỡng chạy đổi sau đòn này nhưng mà chuyện không ngờ lại xảy ra ngay khi chân Dương Hữu đá về phía Ninh Thiên Đức cũng gần như là lúc Ninh Thiên Đức ra tay. Dương Hữu đột ngột bổ kiếm trước chân mình. Bây giờ, mũi kiếm gần như quét qua bàn tay của Ninh Thiên Đức. Tuy giật mình, nhưng mà Ninh Thiên Đức vẫn kịp phản ứng. Hắn liền buông chân Dương Hữu, lật bàn tay để chụp lấy thành kiếm. Ta lại đá đe. Dương Hữu như có thể biết trước, hắn mượn lực từ chiều kiếm để làm trục, sau đó quay người tung cướp. Lúc nãy, đình thiên đức đến cuộc hắn đền đá nâng hắn lên điều này khiến cú đá của hắn vào đầu cổ đình thiên đức vẫn rất mạnh nên thiên đức buồn kiếm lần này hắn chịu không ít thiệt thòi cho nên đã nhanh chóng lui khỏi vòng chiến người muốn chạy sao viên hữu đuổi theo với ý định thừa thắng xông lên nhưng mà nên thiên đức thì vẫn không quản loạn hai tay trắng ngang ngực hm, người thật đúng là được một tất lại muốn tiến một thước mà lần này đến lượt dương hữu kinh ngạc kiếm của hắn đâm vào tay ninh thiên đức nhưng mà không làm trầy xước chút da nào cả à thì ra toàn bộ năng lực của ngươi đều nằm trên tay dương hữu nói Ninh thiên đức không giấu chiếm không sai chiêu đề gọi là thiên chưởng có thể chặn mọi thứ trên đời nhưng mà tại sao ngươi làm được chuyện vừa rồi lẽ ra chỉ có người sân quỷ gọi là thuần ý mới có thứ kỹ năng biết trước ý định của đối thủ trong lúc chiến đấu chứ. Ta không giống hắn, Diên Hữu không ngu đến mức tiết lộ tuyệt chiêu mới của mình cho người khác. Năng lực của hắn là thông qua cộng minh linh hồn để đọc được hành động tiếp theo. Một giọng nói quen thuộc vang lên nhắc nhở Ninh Thiên Đức, chủ nhân của giọng nói này chính là Miêu Cha. Diên Hữu kinh hô, nè, ngươi có lộn không vậy? Miêu Cha ja không để ý đến lời của hắn nói mà vẫn tiếp tục giải thích chiêu này không giống chiêu của khương nho khương nho có thể nhìn thấy kết quả sẽ xảy ra còn hắn thì chỉ đọc được ý đồ thôi lý chí dụ hắn đánh ngươi một quyền ngươi giơ tay đỡ hắn có thể biết ngươi đỡ thế nào nhưng mà không biết được ngươi có đỡ được hay không nếu là khương nho thì hắn sẽ biết kết quả có hai cách phá giải cách thứ nhất hơi khó ngươi không được chuyên tâm tức là hoàn toàn chiến đấu bằng bản đăng người từng trái nhiều người rất khó làm được. Cách thứ hai thì đơn giản hơn. Dùng tất cả các biện pháp lấy cứng để đối cứng. Hắn đoán được suy nghĩ của người nhưng mà không tránh được một số công kích. Nếu mà dùng sức đánh chính diện thì chắc chắn chiên hữu không phải là đối thủ của người. Đã giải thích xong. Chết tiệt. Rốt cuộc người đứng ở phía nào vậy? Chiên hữu không ngờ biểu trả bán đứng mình ngay lúc này Lã là ở chỗ tuyệt chiều hắn chất giả luyện thành Vậy mà lại bị nhìn thấu một cách dễ dàng Thấy người sử dụng được chút ít năng lực chúa tể Nên ta quá vui mừng Thế là chợt để ra ý định dạy ngươi một bài học Nè Lão Ninh Hay là chúng ta hợp sức tiêu diệt Miêu Gia đi Dương hữu lại tiếp tục nói nhảm Miêu Gia vẫn không thèm để ý Tựa của bài học này là Phát triển năng lực linh hồn để kết thúc trận đấu Hơ người tưởng nghiên cứu chiều mới dễ như cạc dỗ hả nói được là được à hơi thở của ninh thiên đức đã ổn định một lần nữa xông lên tấn công viên cũ hãy ngừng tán cũ lại đi viên ngũ công đế trưởng của ninh thiên đức lúc này hắn đã nổi giận nên bất cứ chuyện điên trộn nào hắn cũng dám làm hắn giải trừ cộng minh lẫn linh thức tụ thân thuật sau đó chờ tây đón trưởng của ninh thiên đức kết quả vô cùng nghiêm trọng Miêu già bịt mắt lắc đầu hay, thiệt là nhảm mà. Thủy Anh vào và duy trì đồng thanh đáp. Người không xứng là người nhận xét. Diên hữu học máu, lần này hắn thực sự học máu. Danh tiếng thiên trưởng không phải chỉ nghe êm tay mà còn rất hung ác. Với đôi tay này, Đình Thiên Đức có thể phá đá mở đường như bẻ gói mỹ giắc Nếu Diên hữu chưa trải qua cải tạo thể chức và có được linh thể hợp nhất thì giờ này đã bị đánh thành một đống bùn nhão rồi nằm trên mặt đất giữa đống bùn thật là khó coi quá miêu nhà nói bao quát với vẻ mặt chán chường chiên ngủ đứng dục dậy bằng chất điên khùng hoàn toàn bộc phát trước tiên ta thu thập hắn xong rồi ta chậm rãi tính sổ với ngươi nên thiền đức cười khinh thường <cười> biết không thắng nổi nhưng mà tại sao người vẫn cố đứng lên chứ ông đây mà không thắng nổi à nãy giờ ta chỉ giả chết thôi à không là ngủ đông để suy nghĩ tuyệt chiều mới. Diên Hữu lùi lại vài bước, dường như muốn công kích từ xa. Nên Thiên Đức không đuổi theo mà nói với khuôn mặt không chút cảm xúc. Mặc kệ người muốn làm gì, ta đều sẽ dùng chiều mạnh nhất để đánh bại người. Thanh kiếm ngắn của Diên Hữu dấy lên một ngọn lửa đen. Hắn hoa kiếm ngang hôn rồi xoay đòn. Hệt như lần dùng hấp diêm chiên chủ đánh giới dường nhằm. Nên Thiên Đức giơ chưởng lên, linh lực bắt đầu hội tụ mạnh mẽ. Không biết hắn ta sẽ làm gì, nhưng chắc hắn chiêu này có quy lực kinh người. Dương Hữu ngừng xoay tròn, ngọn lửa đen không lan ra ngoài mà bao tầng tầng lớp lớp quanh người của hắn. Trong lúc này, quả thực hắn giờ kiểm lên ngọn lửa lan tới đỉnh đầu. Có lẽ tuyệt chiêu đã chuẩn bị xong. Hấp diêm phi luân, ngũ chỉ sơn. Hai người ra tay cùng một lúc một bàn tay khổng lồ như hư chô hiện lên trước người ninh thiên đức một luồng linh lực bạo loạn ép về phía dương hữu công kích của dương hữu thì như một cái mâm tròn bay đến ninh thiên đức hai chiều chạm vào nhau ninh thiên đức không nghi ngờ về phần thắng về mình bởi chiều ngủ chỉ sơn có thể ngăn cản các kiểu tấn công dù là linh lực thuần quả thuần băng hay chỉ là công kích vật lý đều sẽ bị chiêu này phá tan nhưng lần này một chuyện khó tình đã xảy ra cái mầm đen tròn dễ dàng xuyên qua ngũ chỉ sơn bay thẳng tới đình thiên đức chữ ấn bị thủng một lỗ tiếp tục bị ngọn lửa đốt cháy hoàn toàn rồi biến mất nên thiên đức không ngờ sắc chiêu của mình bị đối phương phá bây giờ hắn không thể nghĩ nhiều được nữa hắn vội chàng tránh né chiêu thức vốn không thể đến trước mặt mình sau đó ngạc nhiên nhìn dương hữu nếu như thiên trường của hắn là một cái chiếc khiên vô cùng chắc chắn thì ngọn lửa của dương hữu là một cây mâu không có gì không thể phá trong cuộc chiến giữa mâu và Thuấn, dương hữu đang nhỉnh hơn một bậc hm, chưa hết đâu nên thiên đức vẫn không phục thực lực của hắn mạnh hơn dương hữu rất nhiều cho dù năng lực và chiêu thức không bằng đối phương nhưng hắn vẫn tự tin có thể đánh bại dương hữu sai đã xong rồi trên mặt dương hữu là nụ cười tự tin ở cạnh miêu gia miêu gia cười nói thật đúng là có vài phần bản lĩnh đó. Trong lòng Ninh Thiên Đức đã nảy sinh một dự cảm xấu. Dựa vào thứ gì mà hắn tự tin đến như vậy? Đột nhiên, hắn thấy ngọn lửa trên kiếm dừng khủ vẫn chưa tắt, dám vẻ vẫn như lúc mới trà chiều. Lúc Ninh Thiên Đức dẫn ra thì đã quá muộn. Hắc diêm phi luân dòng ra sau rồi bay trở lại, cắt ngăn sườn hắn một vết thật sâu. Một chiêu này đã phân trỏ thắng bại, không ngờ ông đây có thể khống chế phương hướng. Nói xong câu này, Dương ngủ thu chiêu một cách phóng khoáng. Hắn duy trì hình tượng chói lọi được hai giây rồi mới ngã hoặc xuống đất và thở hỗn hến như loài chó vậy. Biêu cha lắc đầu. Hề, hey, tiếc á, là điều khiển phương hướng trong khi bay tốn quá nhiều linh lực. Trong khi á, linh lực của người quá ít ỏi. Người dài dòng quá đi đó. Chờ ông đây thở xong á thì sẽ thu tập ngươi. Vi gia không để ý đến hắn mà bức tệ nói với Ninh Thiên Đức. Lão Đình, bây giờ chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau được chưa? Đình Thiên Đức không trả lời, chỉ thở dài một hơi rồi phất tay vì muốn mọi người theo hắn vào nhà. Một bọn ba người theo Lão Ninh vào trong nhà. Hình như quanh trạng ở đây vẫn còn một người nữa. Dương Hữu thở hổn hển trên mặt đất. Ờ, nè, các người có còn tính người hay không vậy? Cái bọn tán tận lương tâm này. Nè, Nè Muốn gì thì nói đi Các người muốn mang tiểu về đi cũng được Nhưng mà các người chắc chắn Sẽ hối hận đó Lúc này Ninh Thiên Đức Cùng với mọi người ngồi trong một căn phòng khách rộng lớn Ninh Phong và Đoạn Phi Cũng có mặt theo yêu cầu của Miêu Cha Hắn dẫn châm một điếu thuốc Theo thói quen Dẫn cầu đội đó Đừng có coi mình là quá quan trọng Tuy Ninh Thiên Đức mạnh hơn Dương Hữu nhưng mà chuyện thắng thua kỳ diệu thế đấy vừa rồi hết lần này đến lần khác hắn đều thua bây giờ cho dù miêu gia có nói gì thì hắn cũng chỉ có thể nhẫn nại lắng nghe những lời tiếp theo của miêu gia khiến hắn hiểu rõ hơn về việc làm của mình người biết rõ các điều kiện để phát động triệu ma trận chứ nên tiên đức nhìn hắn đúng vậy thì sao miêu gia cười lạnh Hừm. người cảm thấy chung thanh dương có thể khiến dạng ma thần phục sao Đình Thiên Đức hỏi ngược lại. Nếu hắn làm không được, thì cần gì phải bày triệu ma trận, lại còn đích thân mai phục tiểu phi ở thành phố Ender nữa chứ. Ta nghĩ hắn đã tập hợp đủ điều kiện, và chỉ còn chờ thời cơ chính mùi thôi. Viu gia cắt lời. Người sai mười mươi rồi. Cái gì? Dưới vào chung thanh dương, tuyệt đối không thể khiến dạng ma thần phục. Có lẽ hắn tự cho rằng mình có thể, nhưng mà trên thực tế thì hắn không thể. Sao ngươi biết? Hừm, chuyện này ta không thể nói cho ngươi biết được. Ta có nguồn tin riêng, nguồn tin này rất đáng tin. Nên thiên đức biết hỏi nữa cũng vô dụng. Vậy ý ngươi là lần này chắc chắn hắn sẽ thất bại sao? Trừ thần tiên trên trời, ma đầu dưới địa ngục. Trên đời này chỉ có bốn người có thể khiến dạng ma thần phục. Chỉ có điều không người nào trong bốn người này giúp chung thanh dương do đó đoạn phi không quan trọng như người nghĩ đâu hắn không cần phải chết đoạn phi chợt hỏi vậy bốn người này là những ai vậy quỷ dương của âm dương giới hai người biên giới hành tung bất định là tinh long và phụng tiên người còn lại miêu gia nói đến đây bỗng nhiên chỉ dương hữu mọi người khiếp sợ nhìn qua Dương hữu thấy mọi người nhìn mình thì cũng sửng sốt vì không hiểu à, à, Không thể nào Là ta hả Miêu gia cật đầu Đúng vậy với năng lực chúa tể Chỉ cần bản ngã của người tức tỉnh Thì kiến dạng ma thần phục Là một chuyện dễ dàng với mặt dân hữu biến đổi à, Đợi đã Vậy chẳng phải ta gặp nguy hiểm sao Lỡ như mặt lĩnh để ý đến ta thì sao Miêu gia mỉm cười. <cười>, cười Yên tâm đi ta sẽ không giết ngươi đâu. Ta biết rồi, ngươi có thể chơi khâm ta tới chết mà. Lời nói nhảm của Dương Hữu bị mọi người cho qua, nhưng mà Ninh Thiên Đức biết Miêu Gia đang tự kể khổ. Hắn trầm tư một hồi lâu, cuối cùng mở miệng. Ta hiểu rồi, thông tin Tiểu Phi bị hành hình sẽ không được truyền đi nữa. Mấy ngày này, Tiểu Phong và Tiểu Phi hãy ở nhà đi. Một là để dưỡng thương, hai là để ngăn địch nếu mặc lệnh buộc tới cướp người thì đinh thiên đức này sẽ không ngồi mà chờ chết miêu gia dập tàn thuốc người hiểu là tốt rồi người ta thường nói làm việc gì cũng không được quá tuyệt tình có người không thể bị giết lung tung được một tượng linh con xa qua lâu nhìn ra khỏi khu biệt thự cao cấp của nhà họ đinh chính hình ngõ dương làm tài xế lo việc tiễn những vị khách không mời mà tới các người thuyết phục được em trễ thì quá tốt nhưng thật ra hắn không muốn giết tiểu phi nhưng mà trọng trách của một gia chủ quá nặng khi nghe chuyện tiểu phi liên quan đến triệu ma trận thì hắn đã mất đi khả năng phán đoán còn không phải nhờ ông đây dùng vũ lực để giải quyết vấn đề sau cho nên mới nói trên đời này ai mà không phục á thì đánh trước rồi nói sau Dương Hữu hăng hái và cũng cực kỳ hung hăng, cứ như bà anh bắt kinh bỉ xung quanh đã bị khuất đi vậy. Biêu Cha liền quay sang đối với Thủy Anh chào. À, sao ngươi lại quan tâm chuyện này vậy? Nó đâu có giống tính cách trước sau như một con người đâu. Đối phương vẫn không cho Biêu Cha sắc mặt tốt, hơn nữa còn đói một câu đầy thâm ý. Ta chỉ không muốn thấy một số người đưa ra những quyết định khiến hắn hối hận cả đời thôi câu này lập tức khiến biểu Dạ cứng họng Diên ngủ thấy bầu không khí hơi bối rối nên định thay đổi đề tài. Đột nhiên, hắn nghĩ đến điều gì đó. Thế là đưa tay sờ soạn trong người rồi lấy ra một tấm thẻ bằng sắt. À, di trì gì đó ơi, ta thấy người giống nhà nghiên cứu lắm đó, hay là người coi thử món linh khí ta tạo ra thế nào đi. Biêu cha nhìn ra ngoài đường. Sáng nay Ngươi tìm ta vì muốn cho ta xem mấy thứ trắc trưỡi này có phải không? Trắc trưỡi gì chứ? Ngươi có biết ta mất bao lâu để làm ra chúng hay không? Thủy Ánh Giao nhìn đống đồ này thì thấy trên mỗi tấm thẻ sắt có viết một chữ đấu lập tức nghĩ tới điều gì đó. Ngươi muốn dùng những thứ này để làm gì vậy? Diên Hữu đáp ngay mà không cần nghĩ ngợi gì cả. Đây là chiếc vé vào cửa của trận quyết đấu lông trời lần này đó cũng là Thủy Ánh Giao sụ mặt hỏi Miêu Cha. Chuyện này, ngươi cũng có phần phải không? Miêu Cha dúng dây. Nếu mà suy xét cẩn thận, thì chuyện này có thể mang lại một khoản lợi nhuận nhất định đó. Hắn chưa kịp nói hết thì đã bị đánh một trận tơi tả. Di trị quan sát một hai giây, rồi trả tấm thể sắc cho Dương Hữu. Cái này có thể coi là linh khí à? Nhưng mà quá... À, nói như thế nào nhỉ? Nó quá thô, Dương Hữu nói Người muốn nói gì á thì cứ nói thẳng đi Duy Trì gật đầu Được rồi Tấm thể sắc này á chỉ có một chút linh lực bám vào Nên sẽ hoàn toàn bay mất trong ngày mai Mà chắc đến ngày mai nó sẽ trở thành biết sắc bình thường thôi à Nói đơn giản á Đây chỉ là rác rưởi ờ, Cái thằng dốc nhà ngươi nói chuyện vậy hả Hơ, Thật lòng cảm ơn Cái lòng tốt của ngươi đó Kết quả vì Thủy Anh Giao dùng vũ lực quy hiếp và năng lực của Dương Hữu có vấn đề, nên kế hoạch bán vé cho trận quyết đấu bị chết yểu Quay trở lại khách sạn, Dương Hữu ăn một bữa hết tật no nê. Mưu Gia cũng kết thúc những ngày tháng làm thường tiên, không ăn không uống, gia nhập hàng ngũ cùng với Dương Hữu. Một trận quyết đấu đã tới gần, song cả hai vẫn không hề cảm thấy bất cứ nguy cơ nào Cùng lúc đó ở thành phố S đã xảy ra một chuyện đủ để dân hữu nổi điên lên. Thượng Linh Tuyết đang đi gặp một người xa lạ. Tôi rằng bản thân nàng không muốn nhưng vì nhiều nguyên nhân nên nàng không thể không đi. Nàng đi xem mắt. Một chiếc bàn, hai chiếc ghế, trên bàn đầy đồ ăn, hương trượu bay thoang thoảng và hàng nhật này rất hợp cho buổi xem mắt. Thượng Linh Tuyết và một chàng trai lần lượt ngồi ở hai đầu bàn ăn. bầu không khí hơi căng thẳng. Xin chào. Xin chào. Hai người chào hỏi nhau. Thượng Linh Tuyết có vẻ hơi bối rối, còn nhà trai thì biển cười tự nhiên. Nụ cười của người đàn ông này rất mê người. vẻ ngoài đẹp trai của hắn có thể khiến bà cô gái điên cuồng, thậm chí là đố kỵ. Mỗi lần giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ quý phái, dù chỉ uống nước nhưng trông cũng vô cùng tao nhã. Chỉ cần phụ nữ đứng trước mặt người đàn ông thế này, vùng tuyến tâm lý của các nàng đều sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Ngươi có thể gọi ta là Castilian. Ngươi không phải là người châu Á à? Ta có một phần tư dòng máu Trung Quốc. Nó cho ta màu đen của tóc và của đôi mắt. Ta rất thích. Castilian đáp. Thượng liên Tuyết ẩm ừ một tiếng. Này không có hứng thú để hỏi tiếp ba phần tư dòng máu còn lại là gì. Thực ra câu vừa rồi hỏi để cho có vậy thôi nếu không phải phụ thân bắt nàng đi xem mắt nếu không phải xuất phát từ sự lễ phép nàng đã rời khỏi đây ngay lập tức lên tuyết à ờ à, nàng đã có người yêu phải không castellan đột nhiên hỏi từ lên tuyết mở to cặp mắt vì sao ngươi lại hỏi vậy castellan cười nụ cười như vừa mở được một chai rượu ngon khiến lòng người say đắm người phụ nữ đang yêu rất đẹp mà ngươi lại là người đẹp chết thưa tuyết đỏ mặt vì câu nói này, sung nàng không trả lời câu hỏi của hắn. Castilan đứng dậy, ta cần xử lý một số công việc làm ăn, hôm nay chúng ta ngừng ở đây đi. Thường Linh tuyết không ngờ cả hai chỉ vừa biết nhau, chưa kịp nói vài câu thì đối phương phải đi rồi. Castilan đến trước cửa thì ngừng lại, ta cũng yêu, vì thế hãy cho phép ta giữ hình bóng người trong tim và một cơ hội cạnh tranh công bằng. Thượng lên tuyết không có cơ hội từ chối. Đối phương cũng không cho nàng cơ hội từ chối bởi vì hắn đã đi mất. từ lên tuyết trở lại xe với tâm sự nặng nề. Nếu nói Dương Hữu là người đầu tiên bước vào thế giới của nàng thì bây giờ đã có một người khác. Nàng do chữ, nàng chưa từng yêu nên không biết giữa mình và chương hữu có phải là tình yêu hay không vào thời điểm một người đàn ông xuất sắc hơn dương hữu về mọi mặt xuất hiện nàng không khỏi suy nghĩ lại có phải là trước khi castellan xuất hiện nàng vốn không được lựa chọn hay không bây giờ nàng có nên chọn đàng hoàng tử tế chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng hay không ngày quyết đấu đã đến miêu gia vẫn không có chút căng thẳng cứ như người quyết đấu tối nay không phải là mình nàng cho người biết thời gian và địa điểm chưa vừa hỏi dương hữu vừa bỏ đồ ăn vào miệng rồi Miêu cha đáp Tại sao ta lại không thấy nàng tới tìm ngươi vậy Chẳng lẽ nửa đêm nàng âm thầm vào phòng sau Nhắn tin À Vậy tối nay chỉ có mình ta đi xem hả Ta thì không sao cả Có điều nàng đã cho phép Ninh Phong và Đoạn Phi đến xem Mà ta nghĩ người đến hay không cũng không thành vấn đề đâu Nè nè Người nói trông giống như ta là đồ thừa thái vậy á quyết đấu chính thức giữa người săn quỷ có rất nhiều quy củ một bên đưa lời mời và nêu điều kiện nếu bên kia đồng ý thì phải ứng chiến người chứng kiến trận quyết đấu chỉ cần hai người trở lên cho nên người có đến hay không cũng không giúp gì được đâu chiên hữu nhiều mắt yên tâm chắc chắn ta sẽ có tác dụng miêu già nhổ nửa miếng xương gà trong miệng ra ngoài huh. Chẳng lẽ người còn canh cánh chuyện đánh nhau với Ninh Thiên Đức ở cái lần trước nên định dùng cách tương tự để báo thù sau? Không có đâu nha. Mặc dù bị nổi trúng tim đen nhưng Dương Hữu cũng không thèm để ý mà chỉ nở một nụ cười gian tráp không có là tốt rồi. Đêm đó, các người có cần cha đi theo bảo vệ hay không? Nên Thiên Đức hỏi. Nên Phong cười gian cha đang kiếm cớ để đến xem trận quyết đấu chứ gì đoàn phi cũng thấy buồn cười nên thiên đức xoay người hơ các người ẩn giấu linh thức rồi hắn ra ngoài nhớ cẩn thận đó nên phong lè lưỡi sau lưng của hắn sau đó bước ra khỏi cửa cùng với đoàn phi hai người không đi xe mà bên trên bầu trời của thành phố này họ như hai mũi tinh nhọn trong đêm lặng lẽ và nhanh chóng khi cả hai tới địa điểm quyết đấu, bỗng thấy được cảnh tượng như sau. Dương Hữu và Miêu Cha đang đặt một bếp nướng trên bãi cát cạnh biển. Phía trên là một đống thịt dê, thịt bò, cá viên. Cả hai thì lại đang hàng hái xiên đồ ăn bằng đĩa. Các người... Đoàn Phi không biết nói gì cho phải nữa. Công viên này chỉ buôn bán đến 5 giờ, Thiệt không biết làm ăn mà Nếu ta mở rạp chiếu phim tối trên biển hả Vừa bắn pháo qua rồi vừa nướng tịch Thì tốt biết bao nhiêu ha Nói xong Dương gỗ nhét cả cây mực nướng vào miệng Trước tiên Không nói đến việc tại sao các ngươi Vẫn có thể dặn giả như vậy Nhưng mà những cái thứ đồ nướng này hình như Không phải do các người mang đến đây phải không Đoàn phi không nhận được nên tò mò Ơ, ờ, làm gì có cho dù bọn ta không cảm thấy căng thẳng Nhưng vẫn chưa đến mức đem theo đồ nướng tới nơi quyết đấu đâu. Miêu cha vừa nói vừa liếm sạch một con sò. Dương Hữu chỉ quầy bán đồ ăn vặt ở bên đường. Những thứ này được mượn từ nơi đó đó. Đồng Phi nhìn theo hướng Dương Hữu chỉ thì phát hiện một cái quầy bán đồ ăn vặt. Lại thêm mấy cái sợi xích khóa bị đứt, cửa chính mở toàn hoác. Các người, các người làm vậy có khác gì cường đạo đâu nè nè ngươi sai rồi bọn ta cùng lắm chỉ được coi là trộm thôi nha nếu bên trong có người phản kháng mà bọn ta xử họ thì mới được gọi là cường đạo Dương hữu nhấn mạnh hê hey, có gì khác đâu mặt mũi của người sân quỷ hê hey. ờ khác chứ ngay đến mức hình phạt của hai hành vi này cũng rất khác nhau miêu cha giải thích Đoàn Phi biết cứ tranh luận giảm dĩ với hai người này thì cuối cùng sẽ không có gì kết cục tốt nên không nói gì nữa. Xong, hắn và Ninh Phùng kiên quyết không ăn đồ cho hai người này mượn để tránh bị coi là đồng phạm. Mà nếu cẩn thận suy ngẫm, hắn sẽ hiểu dù muốn ăn thì chưa chắc hai người kia chịu chia cho một chén canh. Thủy Ánh vào bước ra khỏi màn đêm. Ngọn đèn đường công viên và ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt nàng. Sắc mặt nàng vẫn giật nhạt như thế, nhưng đêm nay, ánh mắt nàng khi nhìn Miêu Cha sắc bén hơn bao giờ hết. Chết tiệt! Loại sắc khí này, ta đoán chừng chuyện người bị đánh cục chỉ còn là vấn đề thời gian thôi đó. Dân hữu vẫn đang ăn thịt dê nướng. À, trước khi đánh, người có muốn lấp đầy bụng không nào? Bây giờ bà lâu lắm rồi. Miêu Cha dùng kế sách dụ dỗ. Thủy Anh vào, tuyệt nhiên không để mặt hắn. Người chuẩn bị xong á, thì xuống dưới tay chờ người ở đáy hồ dứt lời nàng liền nhảy xuống nước dù bãi biển nhân tạo này làm rất giống thật nhưng chắc chắn không phải là biển thật nó chỉ như một hồ nước mà thôi chỉ có điều nó cũng lớn dài trăm mét vuông độ sâu thì hơn 10 mét thường thì du khách có thể chơi thuyền đạp nước trên đó nước thì cũng rất trong Nghe nói vì phối hợp với bãi cát, người ta đã bỏ không ít muối để nó giống nước biển thật. Gì vậy, chơi trò quyên ương nghịch nước hả? Diên hữu lớn tiếng phát biểu ý kiến. Miêu già thở chảy út ở bên cạnh và hộp quẹt trong ngực ra, rồi đặt chúng trên băng ký chạy, sau đó nhảy xuống. Đoạn phi già ninh phong đến bên hồ, khẩn trương nhìn kỹ dưới đấy. Diên hữu cũng đến bên cạnh, nhưng mà tay thì không buông xiên tịch nữa. Nè nè, sao không nhìn thấy dễ trơn vậy? nên phong chỉ cười, bất cứ chiêu nào cũng không thể cho qua. vấn đề là ta không thấy gì cả nè. đoàn phi thế không hề bình chứ? thế là hắn đành phải nói kiến thức, này. dùng linh lực để xem đi. dương hữu liền để lòng bàn tay hướng lên, tay còn lại đấm xuống lòng bàn tay kia một cái. à, thì ra lặng vậy, ừ, ta quên mất hắn tập trung linh lực tại mắt để nhìn xuống đáy hồ. Mặt nước trong đêm tự mờ dần trở nên trong suốt. Hắn dành cho mơ hồ của hai người. Đêm đông thật tĩnh lặng. Ngoài trừ tiếng hít thở của ba người xem trên bờ, gần như không nghe thấy âm thanh gì khác cả. Trận chiến giữa nước cũng bắt đầu trong sự im lặng này. Miêu Cha và Thủy Anh Giao không coi chiến đấu trong nước vào đâu. Chỉ cần một cầu chú bế có thể ở trong nước một thời gian dài, thậm chí còn có thể nói chuyện bình thường nữa. Nhưng vấn đề lớn nhất không phải là hô hấp mà là áp lực. Áp lực nước là một loại lực cản vật lý. Không giống như áp lực từ một đối thủ có thực lực mạnh mẽ, áp lực nước thực sự tồn tại và lúc nào cũng cảm nhận được. Ở dưới nước, tốc độ, sức mạnh và một số chiều thức bị ảnh hưởng tâm mắt cũng sai lệch vì sự khúc xạ ánh sáng cho nên trận quyết đấu sẽ ngập tràn biến số trước khi đánh ta muốn nói cho người biết một chuyện Biêu gia nói vẻ mặt thủy anh giàu vẫn lạnh như băng. ta cảm thấy người không có gì hay để nói cả thật ra thì có về chuyện năm năm trước thủy anh giàu cắt đứt ta đã biết toàn bộ rồi Câu này khiến cho Miêu Cha ngây ngẩn cả người. Hắn mở to đôi mắt trống trống, trong đầu nhanh chóng hiện lên hình ảnh lần giao thủ vào mấy tháng trước ở thành phố S và lần nói chuyện sau đó. Hôm nay, ta không còn hứng thú đánh với người nữa. Ripper, ta sẽ tới tìm ngươi lần nữa để đoạt lại những thứ vốn thuộc về ta. Cắt, người thật đúng là một phụ nữ bốc đồng đó. Cũng đã 5 năm rồi, Chẳng lẽ ngươi vẫn còn chấp nhất danh sừng biêu gia của ta sao? Nếu ta nhớ không lầm thì ngươi đã có danh sừng của một thành phố khác. Hình như gọi là Thiên Phong. Không chừng ngươi đơn thuần chỉ muốn kiếm cớ để dày dưa với ta mà thôi. <laughs> ta không muốn thua với tay ngươi đâu. Không hơn. Thì ra là vậy. Lúc đó ngươi đã biết chân tướng. Bây giờ Miêu Gia mới hiểu tại sao tùy anh Giao lại bỏ đi 5 năm rồi lại đột ngột quay về. Chẳng lẽ ngươi tưởng có thể gạt ta mãi mãi sao? Nếu ngươi đã biết thì chúng ta có cần phải đánh nữa không? Hay ngươi hận lý do của ta? Thủy Anh Giao mỉm cười. Nhưng đó là nụ cười lạnh lẽo. Trong mắt của nàng có cả quán giận xen lẫn khổ sở. Ngươi, ngươi gạt ta. À, à, khi đó ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Ngươi cho rằng ta không chịu nổi sự thật cho nên ngươi làm giả sự thật nhưng mà ta vẫn không chịu nổi vì mất ngươi <laughs> lời này mà ngươi cũng nói được hả ta cảm thấy hơi xấu hổ rồi đó nhiều năm trôi qua ngươi mới nghĩ đến việc nói cho ta biết sự thật bởi vì ngươi cảm thấy lúc này ta đã có thể đón nhận đó ừ chủ yếu là vì ta không muốn đánh với ngươi rốt cuộc ngươi là gì của ta chứ? Ta không phải là đồ vật của ngươi. Tại sao? Tại sao chứ? Sao ngươi lại quyết định ta phải biết cái gì, phải quên cái gì, nên nhận cái gì? Miêu cha không nói. Hắn từng suy nghĩ đến câu hỏi này, nhưng không có đáp án. Tuy anh giàu nói tiếp. Ngươi gạt ta, rồi lại bảo vệ ta. Chẳng lẽ gì vậy mà ta không nên hận ngươi và mặc kệ ngươi sắp xếp hả? Cái đó Ngươi không cần giải thích nữa Giữa ta và ngươi Đã không còn bí mật gì nữa rồi Mấy tháng trước Ta đã nói Ta không muốn thua ngươi Chỉ vậy thôi Quả thực miêu già không thể nói lời nào được nữa Bởi vì Thủy Anh Giao đã tấn công Nàng không tháo chiếc kim thép trên tóc xuống Ở dưới nước Mái tóc dài xóa ra sẽ ảnh hưởng đến hành động Cho nên nàng trực tiếp Huyện hóa linh hồn của nàng Thành binh khí giữa các ngón tay trên Thủy ánh dao xuất hiện 8 chiếc kim thép dài. Mỗi chiếc đều lóng lánh ánh sáng xanh. Vũ khí của nàng giống hệt vũ khí của Miêu Cha. Miêu Cha biết trận chiến này không thể tránh được. Thế là tay hắn lóe ánh sáng đỏ và phẫu thuật nhanh chống trượt ra. Sao hai người vẫn chưa đánh vậy? Cứ tập trung nhìn thẳng đầu mắt thấy bộ. Diên hữu đem bếp nướng đến bên bờ để tiện cho việc lấy đồ ăn trên bếp nên Phong nhìn xuống đáy hồ mà không hề chớp mắt. Mới vừa rồi, hình như nói chuyện gì đó. Nhưng do xa quá, và có nước ngăn cách, nên chỉ có thể thấy miệng động đậy thôi. Hơ! Diên hữu ngáp một cái rồi nói. Các người nói xem trận này ai thắng đây. Có lẽ Thủy Tị Tị sẽ thắng. Ta nghe Trịnh Ba Bá, Bá trong nhà nói, dù nằm trong thập điện Diêm Dương, nhưng mà nàng vẫn thuộc nhóm mạnh Trịnh Bá Bá Ninh Phong nhắc tới là một người thuộc tứ đại cao thủ cầm kỳ thư quả, huy hào như dân Trịnh Bích. Người này thua trong nháy mắt do thủ giới tùy anh giao, nên sau đó hết lòng đề cao đối thủ, làm vậy có thể gỡ gạt chút ít mặt mũi. Đoàn Phi nói, ta cũng hy vọng Thủy tiền bối có thể thắng. Hắn nói xong, hai giây sau lại bổ sung thêm, bởi vì ta rất ghét cái gã Ripper này. Dương Hữu liền dỗ về hắn, ta hiểu mà ở trong nước mỗi lần biêu cha hắt hơi thì đòn trảm của thủy anh giàu lại tới lúc này hắn đang tập trung cao độ để chống đỡ đòn tấn công của đối phương chiến đấu dưới nước chạy trật hơn so với tưởng tượng của hắn cho dù là một bức lùi đơn giản cũng cảm nhận được lực đẩy và lực cản khổng lồ không đúng sao nạn vẫn còn danh như vậy chứ biêu cha không giải thích được tại sao thủy anh giàu trồng dư không bị áp lực ảnh hưởng phải biết rằng đây là hiện tượng vật lý không thể chống lại, giống như lực hút của trái đất vậy. Miêu cha biết năng lực linh hồn của nàng không thể nào làm được điều này. Nhưng mà thực tế đang diễn ra thì như thế. Tốc độ của Miêu cha lại bị bắt kịp, thậm chí là vượt qua. Hai người so chiều để thăm dò. Kết quả Miêu cha rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Người cảm thấy kỳ lạ sao? Thủy Anh Giao đột nhiên hỏi. Miêu cha sừng sốt. Thường thì hắn là người phát hiện phương thức thói quen chiến đấu và cả suy tính của đối phương. Nhưng mà lần này hắn trở thành người bị nhìn thấu. Ngươi là vậy, luôn cho rằng mình đúng. Sở chỉ ngươi không muốn đánh nhau với ta vì ngươi cảm thấy ta không thể thắng được ngươi. Thủy Anh giàu lên giọng. Miêu Cha liền nói, Ngươi, ngươi trưởng thành rồi. Ta sẽ nói cho ngươi biết tại sao ta nhanh hơn ngươi. Đó là vì ta cố gắng nhiều hơn ngươi. Ta muốn thắng hơn ngươi ta mạnh mẽ hơn ngươi. Đây là giải thích hợp lý nhất và cũng là sự thật khó chấp nhận được. Nhưng Miêu Gia không thể không chấp nhận, sự thật cũng vẫn là sự thật. Phủ nhận thực lực của đối phương chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ khi tiếp nhận thực tế, rồi từ đó nghĩ ra đối sách mới là con đường đúng đắn duy nhất. Tùy anh giàu, ném kim thép trong tay, dọn dạng một chiếc kim thép. Miêu Gia biết giờ phút này trận quyết đấu mới chính thức bắt đầu dây trái của hắn bị đâm trúng ánh sáng xanh xuyên thấu qua cơ thể hắn hắn không thấy đâu vết thương cũng không chảy máu đoạn thủy ánh dao thì thầm tay trái của miêu Gia trụ xuống như mất hết sức lực bốn ly dao giải phẫu chìm xuống hắn không né được chiêu đầy. nhưng có thể quá chải năng lực linh hồn của thủy ánh dao trở về tay phải che dài trái miêu Gia vừa để vừa khôi phục tri giác cho cánh tay này nhưng mà khi quay đầu lại hắn đã thấy thủy anh chào đến trước mặt của mình mặt nàng gần như dính vào hắn tốc độ đó khiến hắn chấn động kế tiếp hắn không kịp nhận ra tứ chi đã bị ánh sáng xanh xuyên thấu thủy anh chào nắm cổ áo miêu cha bằng một tay người kia trở thành con rối không người điều khiển tứ chi buông lỏng như không còn sức lực từ khi ta biết sự thật thì người trở nên quá yếu ớt miêu cha không nói lời nào hắn đang tìm cách với lại thời gian dành cho hắn cũng không còn nhiều. Thủy ánh vào, giơ tay kia lên. Kim thép, giấm ngay cổ họng Biêu cha. Biêu cha biết chiêu này sẽ khiến hắn mất đi tri giác. Thắng bại cũng được xác định. <laughs> hắn dần dần tỏ trời chua trẻ. Hắn càng cười càng lớn. Nghe buồn cười lắm sao? <cười> Phụ nữ đúng là một trong những đề tài khó hiểu nhất trên đời nếu ta yếu ớt như vậy. Nếu ta cứ thua như vậy thì chắc chắn ngươi sẽ không hài lòng. Cho nên ta đành giấy dụa một chút. Bốn người trong tê thủy anh chào cứ như vậy mà biến mất. Nàng không kinh hãi, nhanh chóng bắt được linh thức của miêu cha rồi thuận thế đếm ba chiếc kim thép về phía sau. Nhưng mà lần này không kim nào trúng người miêu cha. Hả? Hai lần minh động? Sai. Đây là minh động theo dây chuyền chỉ cần ta muốn thì có thể sử dụng liên tục hơn 5 lần. Biêu cha, tội trẻ đắc ý. Chẳng biết từ lúc nào toàn bộ chân tay của hắn đã khôi phục khả năng hành động. Không cần tay, vẫn dùng được trở về sau. Xem ra mấy tháng này ngươi mạnh lên không ít đó. À, đó là do người ép thôi. Thủy Ánh Giao hừ lạnh, sau đó vỗ tay thành tiếng. Trong tay xuất hiện một lá bùa màu vàng. Miêu cha nhìn tờ giấy này với vẻ khiếp sợ, bởi vì trên đó viết một chữ lôi. Nè nè, không lẽ người muốn ở trên cạn bùa chiêu lôi không đánh trúng người, pháp trận trói buộc cũng không giúp được người. Nhưng mà ở đây, người không thể trốn thoát. Người cũng ở trong nước mà, đừng đừng có làm liều chứ. Tất nhiên, Thủy Anh Giao không làm liều, là bộ trong tay nàng cháy trụi trồn dây mắt đốm lửa nhỏ nhanh chóng biến mất. Gần như một giây sau, trên trời phát ra tiếng nổ nặng đề. Ơ, à, ờ, thời tiết thay đổi à? Trên bờ, Dương Hữu nghe thấy tiếng sấm thì liền nhìn lên bầu trời đen nhánh. Đoàn phi và Ninh Phong cảm nhận được sự chấn động của linh lực, liền biết do bụi chiêu lôi gây nên. Bọn hắn dự định nói cho Dương Hữu biết sự thật thì hắn đột ngột chạy đi. Mười giây sau, hắn mang một cái dù lớn trở lại để chè bếp nướng dưới nước miêu cha không được vui vẻ như dương hữu tuy nói trong hồ không có cá nhưng mà luồng xét này mà bổ xuống thì phóng chừng côn trùng cũng không còn một con miêu cha định bơi lên bờ nhưng mà thủy ánh dao chắn trước mặt hắn hai người dùng vũ khí vào đấu mấy chiều mắt thấy xét đã sắp đánh xuống bây giờ đây ai cũng không thoát được muốn chơi trò chết chung với ta sau miêu cha thì thầm trong lòng cột xét khổng lồ đánh trúng mặt nước phút chốc trên nước tràn ngập sương mù Diên hữu nuốt cả viên À cái này chín rồi nè Hừ, Ngon ha Cũng không biết hắn đang nói cái gì chính nữa Thủy anh giàu thì không bị chín. Thậm chí không chịu chút ảnh hưởng nào cả Còn miêu cha thì Cả người hắn co quắp dài dây Rồi dần dần chìm xuống đáy hồ Như đã mất đi trì giác Hừ, dạ chết cũng vô ích thôi Thủy Anh giàu phất tay dễ nên bốn lưỡi chào ánh sáng màu xanh nhạt. Tứ phần ngủ liệt. Miêu cha bị đánh trốn nhưng lại không đau đớn hay chạy báo. Chẳng lẽ hôn mê thật rồi? Thủy ánh vào cho chữ. Dù bê tới nhưng trong lòng nàng vẫn đề phòng. Mặt của miêu cha rất bình thản trông như đang ngủ say. Thủy ánh giàu đã tình hắn bị hôn mê. Cho dù vừa rồi hắn giả chết thì sau khi trốn tứ phần ngủ liệt không thể còn tri chắc được nữa. Vì vậy, tuy anh giàu đưa tay kéo hắn lên bờ và kết quả là Giờ rồi là sao chứ? Mèo già bị trời đánh hả? Trên bờ, Dương Hữu hỏi. Đoàn phi thở dài. Hây, là bùa chiều lôi đó. Có phải hắn đã thua rồi không? Các người xem, hắn nằm bất động kìa. Đoàn phi hư lạnh một tiếng. Tại ta cho rằng đó là trò lừa gạt thôi. Hắn lại nhìn xuống nước. Nhưng hữu cả kinh nói... À, mẹ nó... Quả nhiên... Đây nè... Hắn đang làm gì kìa? Lúc này Thủy Anh vào không những kinh ngạc mà còn phẫn nộ. Nàng dễ dụ vài cái nhưng không có kết quả. Cho nên tức giận nói... À, thả ta ra! Thả ta ra! Người nằm mơ hả? Biêu già ôm chặt nàng từ phía sau. tay chừng hắn dự sắc quấn trên người nàng. Mặc cho nàng phản kháng thế nào cũng không ăn thua. Người... Người lại gạt ta nữa rồi... Ngươi gạt ta Đây là một trận quyết đấu Bình bất yểm trá Giọng hắn đột nhiên nhẹ nhàng tự nhiên Bình bất yểm trá Nghĩa là khi chiến tranh thì không lại bỏ Mù kế lừa chối Người Người, người dám Ta vừa nhắm mắt phân tích Và hiểu ra không ít chuyện đó Người muốn nói gì thì buông trước rồi nói đi Sắc mặt tái nhợt của Thủy Anh Giao Càng ngày càng hùng không dội, không dội. tính thoảng bị ép một chút sẽ giúp máu quyết tuần hoàng. Ờ, có ít chờ triệt phát dục lắm đó. À, à, đây chỉ là lời khuyên của bác sĩ thôi nha. Người, người đúng là vô sĩ mà, vô sĩ. Mặc dù biết chửi mắng không có tác dụng, nhưng nàng chỉ biết làm như vậy thôi. Thôi mà, vợ chồng với nhau không nên giận dỗi như vậy. hả ai, ai là vợ của người chứ? Nói bậy không à? Miêu gia trực tiếp cắt đứt nàng. Năng lực ly biệt của người hình như có đột phá đó. Ta không hiểu người đang nói cái gì cả. Lúc đầu, người có khả năng chia lìa hồn phách, chặt đứt liên hệ giữa tay chân ta và cơ thể, khiến cho bộ phận bị chém mất đi tác dụng. Nhưng mà gần đây, người lại nắm giữ phương pháp sử dụng mới mà ta chưa biết. Thủy Anh Chào khừ lạnh một tiếng, tất nhiên đang biết mình đã bị dạch trần. Miêu cha cười xòa. <laughs> người nói mình rất mạnh chuyện này ta cũng thừa nhận ngươi mạnh hơn ta ta cũng có thể chấp nhận nhưng mà ngươi nói tốc độ vượt qua ta thì hơi quá cho nên chắc hẳn ngươi đã dùng phương pháp gì đó để đuổi kịp ta khi tiền lộ đánh xuống ta liền hiểu ngươi không bị áp lực nước ảnh hưởng thì ra ngươi dùng năng lực ly biệt để tách mình ra khỏi nước nhìn như ngươi đang ở trong nước nhưng mà lại không có ở trong nước Người nói xong chưa chứ Xong rồi thì buông ta ra đi Miêu cha cười hề hề bên tay nàng <laughs> Người dám gạt ta Thủy Ánh Giao liền nói Đây là chiến lược À Vậy thì nói đến hai từ chiến lược Bây giờ ta uhm, Ta đang ngăn chặn người Chuyện này không có gì đáng trách Vì sao ta phải buông người trà chứ Linh <laughs> Bảo Thủy Anh vào liền khẽ quát một tiếng. Miêu cha cảm thấy ngực của mình bị luồng năng lượng cuồng bạo đánh trúng. Hắn lập tức văng ra ngoài. Linh lực cực lớn kích thích năng lượng dưới nước chảy loạn. Cả hai thứ cùng nhau dần xé cơ thể miêu cha. Hắn phun một ngụm báo, lượng máu đặc sệt này nhanh chóng tàn trong nước. Trên bờ, nên Phong cảm thấy không thể tin nổi. À, dám dùng linh bảo ở cự ly gần, lẽ nào này không sợ gây tổn thương cho mình sao? Diên Hữu vừa nhai vừa nói Chuyện này ta có thể hiểu được Cũng có lúc ta rất muốn chết chung với cái tình cảnh bã đó, đó Hình như đoạn phi đã nhìn thủ mảnh khóe Không Thủy tiền bối không bị gì Vừa rồi khi thiên lôi đánh xuống nước Nàng cũng không bị gì cả Ta nghĩ nàng đã dùng phương pháp gì đó Để không bị công kích ảnh hưởng Trong nước Miêu gia vừa ổn định hơi thở Thì liền một chiếc kim thép màu xanh Đã đầm tới cổ một chiêu này không thể đé ánh sáng xanh đã xuyên qua xương sống đầu não linh hồn của hắn bị chia tách không cách nào điều khiển toàn thân được nữa người nên biết ly biệt gặp trở về sẽ vô tác dụng <laughs> Miêu già không quản loạn lập tức dùng năng lực linh hồn loại bỏ ảnh hưởng từ chiêu thức của thủy anh giàu. ta khuyên người không nên mừng dỗi tám chiếc kiềm thép trong tay thủy anh giàu quá thành vô số ảo ảnh bay về phía của Miêu già lần này ánh sáng xanh không xuyên qua mà chỉ có hơi máu bốc lên nếu biểu dạ không khôi phục tri giác toàn thân thì sẽ không cảm nhận được đau đớn thế này công kích vật lý trời xuống người hắn như mưa có thể đầu khớp xương nội tạng tất cả đều bị đánh trúng hắn thật sự muốn ngất đi thậm chí hắn muốn luôn xét lúc nãy khiến mình tê liệt nhờ đó sẽ giảm bớt đau đớn thú linh tám chiếc kim thép lóe ánh sáng xanh rồi xuyên qua trái tim của biểu cha trong giờ khắc này tim hắn đã ngừng đập liên lạc giữa linh hồn và thể loại bị cắt đứt tuy linh hồn vẫn tồn tại ở trong người nhưng mà không cách nào sử dụng chiêu trở về với cơ thể được nữa hả thua rồi sao nhìn tình cảnh dưới nước, đoàn phi thấp vọng thì thầm. Chẳng phải người muốn hắn thua hả? Tự ra thì Dương Hữu chỉ hỏi chơi thôi. Đoàn phi không trả lời, suy nghĩ trong lòng hắn là nếu có một ngày hắn thua thì ta hy vọng hắn thua dưới tay của ta. Vào lúc này ta nhìn thấy rất nhiều chuyện. Tình cảnh năm năm trước, nụ cười hờ hứng của sư phụ đàn, bộ dạng khóc không thành tiếng của nàng ta đã hiểu ta là người ích kỷ. Người được bảo vệ năm năm trước không phải là nàng, mà là ta. Bởi chị sợ bị người khác cử tuyệt, nên ta cử tuyệt người khác. Ta cảm thấy làm vậy đối với ai cũng tốt. Nhưng thật sự không phải như vậy. Ta nhận thấy tất cả thù hận và hiểu lầm để trốn tránh những thứ khác. Những thứ ta trốn tránh lại do nàng chịu đựng. Lòng nàng bị thương rất sâu, rất sâu một chuỗi lời thoại và suy nghĩ như chạy đột ngột trôi vào trong đầu tùy Ánh chào nàng buông vũ khí trong tay nhìn chằm chậm người đàn ông hôn mê trước mặt nước mắt vòng quanh miêu già mở mắt à, giờ đây ta mới nắm giữ được năng lực và chạm lên hồn tùy Ánh chào trông có vẻ bi thảm nàng hỏi vậy những lời đó đều như ngươi cố ý bị ra để ta nghe thấy sao nếu ta muốn lừa ngươi thì ta sẽ dùng miệng chứ không phải là tim bây giờ ngươi nói với ta điều đó thì có tác dụng gì chứ đường truyền là có tác dụng rồi à, thật ra thì còn một số lời nữa ta luôn muốn nói với ngươi nhưng lại cảm thấy rất xấu hổ Miêu cha vừa nói vừa nắm lấy tay Thủy Anh Chào, rồi áp lên ngực trái của mình. Nghe lại lần nữa, tiếng nói của linh hồn ta. Chuyện gì vậy? Giờ nãy hình như sắp phần rõ thắng bại rồi, sao ngừng lại rồi? Bây giờ tình hình hơi kỳ lạ nghe, không giống như đang dùng chiêu thức gì đó thì phải. Dương Hữu hỏi. Ninh Phong liền quay đầu lại để chờ câu trả lời của đoàn phi đúng là rất lạ. Giờ rồi linh hồn và thân thể của Miêu Cha hoàn toàn bị tách rời. Cho dù dùng trở về cũng không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Nhưng mà dường như hắn dùng cách khác để lập lại liên hệ với thân thể. Còn vì sao Thủy Anh Chào, tiền bối lại dừng tay, e rằng chỉ có họ mới biết. Thực ra, không phải đoạn phi không nhìn thấy điều gì. Trời xin cho hắn khả năng cảm ứng linh lực rất mạnh. Gia chạm linh hồn của miêu cha làm hắn chú ý nhưng mà trước giờ hắn chưa từng thấy năng lực loại này nên không nói được nguyên do thủy anh chào trút tay lại không ta không muốn nghe ta không muốn nghe nữa nàng lại chung chu khí lên bây giờ bất kể trong lòng của ngươi nghĩ thế nào thì đều đã quá buồn rồi miêu cha chuỗi người ta hiểu rồi Ngươi hoàn toàn không chấp nhất danh hiệu Miêu Cha Mà chỉ muốn lấy đi Một thứ quý giá Đối với ta mà thôi Nói tới đây hắn lại cười. <cười> Bởi vì Ta cũng lấy đi một vài thứ Rất quan trọng đối với ngươi Ngươi muốn mở nút thắt Thì phải làm chuyện đầy Phải thì sao chứ Tiếc quá, và rất thích cái tên này Nên sẽ không giao cho ngươi đâu Ngươi muốn miêu cha Thì ta giao bản thân mình cho ngươi là được rồi Giáo phổi thuật màu đỏ lại hiện ra trong tay Miêu cha định sử dụng minh động Đột nhiên Kim thép trong tay Thủy Ánh Châu lóe ánh sáng màu lam nghênh đón Miêu Cha. Hai màu ánh sáng đang xen lấy nơi đây làm trung tâm, mấy chục luồng linh lực hình lưỡi dao bắn ra sen kẽ nhau, sẽ tan mặt nước và bắn thẳng tới chân trời. Tốc độ của hai người nhanh tới mức vượt quá lẽ thường. Giữa tốc độ ánh sáng, họ đã giao phong vô số lần. Mặt nước chống tĩnh lặng. Toàn bộ kim thép màu lam gãy gọn. Bốn lưỡi dao phẫu thuật đỏ tươi chỉ vào cổ họng Thủy Ánh Giao. Nàng cúi đầu không nói một lời, bởi vì thắng thua đã rõ. Thực ra ta không cố ý che giấu thực lực. Chỉ sau khi dùng da chạm linh hồn, thì trình độ linh thể hợp nhất mới tiến bộ nhảy giọt thôi. Tu vũ khí, miêu cha lại lấy thuốc trà hút theo thói quen. Nhưng mà khi đưa tay trà mới nhớ mình đang ở trong nước nên không mang thuốc theo. Thủy Ánh Giao vẫn im lặng, không biết cúi đầu suy nghĩ những gì. Đầu tiên phải nói trước, ta sẽ không nhận vị trí tổng đế dương. Miêu cha nói với trẻ thông chồng. Nhưng mà chẳng không ai đếm xịa đến hắn. Sao ngươi không nói gì đi chứ? Thủy anh dao ngẩng đầu. Bây giờ ta còn nói gì được nữa? Ngươi không nói cũng không sao. Ta nói là được. Miêu cha ghé sát tay nàng để nói dài câu. Nghe xong, Thủy anh giàu trợn mắt sau đó nhìn như muốn khóc. Rồi lại cười, rồi cuối cùng nhào vào lòng miêu cha. Lập tức hai giây sau, nàng lại đẩy miêu cha ra rồi nắm lấy cổ áo của hắn. Nếu lần này mà cứ dám lừa ta nữa thì... <laughs> không dám, không dám mà. Khuôn mặt của hắn lại khôi phục vẻ chán trường trước kia. Lúc hai người lên bờ, đoàn phi già Ninh Phong đã đi mất. Dương Hữu thì vẫn đang ăn thịt nướng hắn ném cho mỗi người một chiếc khăn lông lớn rồi hỏi nè nè chúng ta tiêu quỷ chứng cứ rồi đi hay là cứ để nguyên đó vậy miêu già không trả lời mà hỏi Đoạn phi về ninh phong đâu rồi ờ chắc sợ phá vỡ gian tình nên đã bỏ đi khi các người ôm nhau đó lạ là ở chỗ khi hắn nói vậy Thủy ánh giàu lại không đánh hắn mà lại tiếp tục cảm động đến mức vừa khóc vừa cười Diên hữu thấy mình nói giả mà không ai để ý nên đành bỏ qua hắn cầm lấy gói thuốc biêu cha bỏ lại bên cạnh rồi đưa sang và hỏi trước cuộc người đã nói cái gì với nàng mà lại khiến nàng điên điên khùng khùng vậy hả biêu cha không đưa tay nhận thuốc mà nắm tay thủy Anh vào rồi nói Vậy thôi Diên hữu nhìn hắn với vẻ khó hiểu sau khi đi được vài bước biêu cha liền quay lại à ta cài thuốc rồi nghe xong, dương hữu sửng sốt thật lâu. chẳng lẽ đầu óc của tên này cũng chập mạch rồi sao? kể từ hôm đó, quả thật miêu gia không hút một điếu thuốc nào nữa. mãi tới rất nhiều năm về sau, dương hữu nhớ lại chuyện đêm nay mới hiểu miêu gia đã nói những gì. đó chỉ là một câu rất đơn giản mà thôi. rất nhiều người đã từng thề non hẹn biển, lời thề thiên trường địa cửu nhưng trừ một số ít những phần tử tình anh như Lương Chúc và La Chu, phần lớn những người nói ra những lời này đều đã làm tốt công tác chuẩn bị cho việc thất hứa. Chuyện trong tình yêu không có lý lẽ để theo. Lấy thời gian để hứa hẹn thực ra là một cách rất ngu ngốc. Bởi vì thời gian là một sát thủ dịu chàng có thể giết chết phần lớn tình cảm của nhân loại. Tình yêu thì lại là một trong những kẻ chết thảm nhất. Miu Cha là người thông minh và là người có khả năng siêu nhiên một người đàn ông có cảnh giới cuộc đời cao như vậy tuyệt đối sẽ không nói nhiều lời đường tiếng bật. Hắn chiếm được trái tim của thiếu nữ chỉ cần một câu như thế này. Hãy trở về bên ta. Ta chấp nhận cai thuốc vì ngươi. Chà chà, thì ra là câu đó. Các bạn thân mến, Hoài Quang xin phép được dừng truyện ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập kế tiếp. Các bạn nhớ đừng quên chia sẻ để ủng hộ kênh youtube nghe kể chuyện Ma Đêm Khuya nhé.